Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh tin mới nhất. Sau đây là những thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Hôm qua, Trung Quốc đón nhận một tin được cho là cực xấu khi các nhà tiên tri nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục dính những trận đòn đau thương do mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời ra tay trừng trị, bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn tiếp tục đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm Biển Đông và kẻ vẽ con đường lưỡi bò giáp quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong bối cảnh cả thế giới đang gồng mình chống chọi lại với cả dịch bệnh. Kính thưa quý vị, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết hôm qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, một trong những thành phố sầm uất và sôi động bậc nhất của Trung Quốc, lại gánh chịu thêm một trận động đất và lũ quét kinh hoàng. Nơi đây đã từng xảy ra dịch bệnh COVID-19 đầu tiên trên thế giới vào tháng 12 năm 2019, còn nhớ vào cuối năm ngoái, khi mà dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, nhà nước Trung Quốc đã bưng bít thông tin này cho quốc tế biết và chỉ 2 tháng sau, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc không khác gì một thành phố ma, sau 5 tháng thì thành phố này đã khống chế được dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, 3 tháng trở lại đây mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập liên tục xảy ra ở thành phố này khiến cho thành phố này tiếp tục chìm trong bóng tối. Hôm qua, tờ báo Bưu điện Hoa Nam lại cho biết một trận động đất mạnh với cường độ 6,9 độ Richter, tâm chấn cách thành phố Vũ Hán khoảng 15 km và ở độ sâu 2,5 km dưới lòng đất đã vùi lấp toàn bộ một căn cứ quân sự, một sân bay quân sự của quân đội Bắc Kinh khi mà đặt địa điểm ở đây. Hiện tại, Trung tâm Cứu hộ Cứu nạn Khẩn cấp nhà nước Trung Quốc đang cho bới tìm đống đổ nát để cứu vớt những người bị mắc kẹt và khắc phục hậu quả do trận động đất xảy ra. Tờ báo của Trung Quốc cho biết trận động đất trên đã tàn phá 1.000 hecta cây trái hoa màu của người dân khiến cho một con đê bao quanh con sông Dương Tử bị vỡ và bị ngập lụt. Tất cả những ngôi nhà cao tầng đã bị chìm trong biển nước lũ. Thiệt hại là vô cùng nặng nề. Suốt hơn 3 tháng vừa qua, mưa lũ càn quét Trung Quốc đến nay nó vẫn chưa chấm dứt thì Trung Quốc lại tiếp tục nhận thêm một tin động trời về những trận động đất, lũ quét, sạt lở liên tục xảy ra khiến cho hàng triệu người dân của Trung Quốc hoang mang, cảnh tượng như ngày tận thế. Người ta cho đây chính là điềm báo rất xấu đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi năm nay là một năm sao xấu của người đứng đầu ông Tập Cận Bình. Các nhà tiên tri hay cậu bé sao hỏa, người mà đến từ nước Nga đã nói rằng cậu bé đang sống là sao hỏa, đã nhìn rõ những vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cậu bé nói rằng năm nay là một năm lụi tàn của chế độ ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, cũng liên quan tới tình hình đó, tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết ở tỉnh Vũ Hán còn xuất hiện một hồ nước. Hồ nước này, ban đêm phát ra những tiếng kêu tha thiết. Người ta không hiểu tiếng kêu này là tiếng kêu gì nhưng rất nhiều người sợ hãi và nói rằng đó là oan hồn và đây là một điều rùng rợn. Vào ban đêm thường ra những ánh sáng màu xanh, đỏ, tím, vàng như 7 sắc cầu vồng. Tờ báo còn cho biết những đoạn video và những hình ảnh nói rằng hồ nước trên là có ma. Tuy nhiên rất nhiều người cho biết rằng thành phố Vũ Hán không có ma mới là lạ bởi vì dịch bệnh COVID-19 xảy ra tại thành phố này đã cướp đi hơn 3.000 sinh mạng. Các lò thiêu ở đây hoạt động hết công suất làm cho môi trường ở thành phố Vũ Hán trở nên hết sức tồi tệ. Ngày trước, thành phố Vũ Hán chưa có dịch COVID-19 được cho là một thành phố sôi động, nhộn nhịp cả về kinh tế, chính trị, xã hội. Trung Quốc rất tự hào khi có thành phố Vũ Hán chứa con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp, nhưng ngày nay nó đang trở thành thành phố ma. Chúng tôi đã có một lần tới thăm con đập Tam Hiệp ở thành phố Vũ Hán. Chúng tôi biết rằng đây là một thành phố hết sức hiện đại, nhưng thật tiếc cho phía Trung Quốc khi thành phố này liên tục trong 5 tháng đầu năm 2022 dính liên tiếp dịch bệnh COVID-19, vỡ đê, vỡ đập động đất, sóng thần, lũ quét, vòi rồng và sạt lở. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất run sợ và ăn không ngon, ngủ không yên nhưng họ không biết phải làm sao. Cách tốt nhất để cho phía Trung Quốc không gặp những tai ương vạ gió, không gặp những kẻ điềm báo xấu thì chính quyền của ông Tập Cận Bình nên đối xử tốt với cả các nước láng giềng, nhất là đối xử tốt với Việt Nam. Nhà tiên tri Vanga, một trong những nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới cho biết nếu như phía Trung Quốc còn đem quân đi gây hấn ở ngoài Biển Đông, còn đi kẻ vẽ đường lưỡi bò hay còn gọi là con đường 9 đoạn xung quanh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để chiếm 80 diện tích trên Biển Đông thì trời và đất sẽ không bao giờ dung tha cho phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, mới đây thì lũ lụt Hà Nam đã biến Thiếu Lâm Tự trở thành phiên bản đời thực của nước ngập Kim Sơn Tự. Tỉnh Hà Nam thuộc miền Trung Trung Quốc đã hứng chịu trận mưa lớn, hơn một chục thành phố bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thiếu Lâm Tự nổi tiếng cũng bị nhấn chìm, xe ô tô ở khu thắng cảnh bị cuốn trôi, trang Vision Times cho hay. Theo báo cáo của các kênh truyền thông Trung Quốc, lượng mưa lớn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực tại tỉnh Hà Nam. 5 trạm khí tượng cấp quốc gia là Tùng Sơn, Củng Nghĩa,
Tân Mật, Uyển Sư và Đăng Phong đã phá vỡ kỷ lục lượng mưa trong 3 ngày liên tiếp. Khu danh thắng Thiếu Lâm Tự đã ra thông báo khẩn tạm thời đóng cửa chùa. Dòng sông trước cổng chùa Thiếu Lâm cuộn sóng, dâng cao đến tận cùng núi. Trong chùa đã bị mất điện. Gần đây, cư dân mạng đã phát tán một đoạn video tiết lộ rằng chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, tỉnh Hà Nam đã bị một trận lũ hiếm gặp tấn công. Do lượng mưa lớn, các con sông gần đó bị ngập và đê vỡ ra. Toàn bộ chùa Thiếu Lâm bị ngập sâu từ 1 mét đến 2 mét. Sau trận lụt, chùa Thiếu Lâm như một đống đổ nát, tường sập, cổng bị hư hại. Toàn bộ chùa và sân vẫn chìm sâu trong lớp bùn vàng. Cư dân mạng đã thực hiện một video hé lộ cảnh tượng thê thảm của chùa Thiếu Lâm sau khi bị nước lũ tấn công. Toàn bộ chùa Thiếu Lâm chìm sâu trong lớp bùn vàng. Một số ngôi chùa bị nhấn chìm đến nỗi chỉ còn lại phần mái. Cổng chùa gần như bị lũ nhấn chìm hoàn toàn. Thậm chí có những tòa nhà sập hoàn toàn. Cổng lớn trong sân bị hỏng. Mặt đất sụt lún, nghiêng ngả như sắp đổ. Sau khi chùa Thiếu Lâm bị lũ xói mòn, cảnh tượng khủng khiếp đến khó tin. Mọi người bất giác đặt câu hỏi về số tiền nhang khói hàng trăm triệu nhân dân tệ của Thiếu Lâm Tự mỗi năm đã đi về đâu. Các kênh truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ trụ trì Thích Vĩnh Tím của chùa Thiếu Lâm Tự đã thương mại hóa ngôi chùa, ngang nhiên kiếm bộn tiền. Theo thống kê, khoảng năm 2018, lượng khách đến chùa Thiếu Lâm đạt gần triệu lượt, tính với giá vé 80 tệ, khoảng 280.000 Việt Nam đồng một người, thì trong một năm, chỉ riêng chùa Thiếu Lâm đã thu được 150 triệu tệ, khoảng 527 tỷ Việt Nam đồng. Trước những nghi vấn trên, trụ trì Thích Vĩnh Tín từng giải thích với công chúng phần lớn số tiền quyên góp đều được dùng để sửa chữa và bảo trì những công trình bị phá hủy của ngôi chùa. Nhưng liệu số tiền quyên góp đó có thực sự được sử dụng để sửa chữa ngôi chùa hay không? Ngay từ vài năm trước, một số cư dân mạng đã rộ lên thông tin rằng trụ trì Thích Vĩnh Tín có một chuỗi tràng hạt bằng gỗ trinh nam nạm vàng trong số đồ đạc cá nhân của mình. Gỗ của cây trinh nam vốn rất đắt đỏ. Vào thời điểm đó, trị giá của chuỗi tràng hạt không dưới hàng chục triệu tệ và được ca ngợi là một trong những chuỗi tràng hạt đắt đỏ nhất thế giới. Năm 2013, trụ trì Thích Vĩnh Tín cũng bị tiết lộ sở hữu một chiếc xe hơi Audi Q7 hạng sang. Năm 2015, một bức thư tố cáo trụ trì Thích Vĩnh Tín của chùa Thiếu Lâm đã xuất hiện trên Internet. Bài đăng đã trích dẫn một lượng lớn bằng chứng tố cáo các vấn đề đời tư của trụ trì Thích Vĩnh Tín như có vợ, nhiều tình nhân và con gái. Bài đăng cũng cáo buộc rằng trụ trì Thích Vĩnh Tín có hai thẻ căn cước, một thẻ sử dụng tên Thích Vĩnh Tín và thẻ còn lại sử dụng tên gốc của ông là Lưu Ứng Thành. Sau khi vụ bê bối trên của trụ trì Thích Vĩnh Tín bị phanh phui, truyền thông đại lục lại một lần nữa tiết lộ nội tình câu chuyện thương mại hóa ngôi chùa để kiếm tiền trục lợi. Theo báo cáo, trụ trì Thích Vĩnh Tín nắm giữ 80% cổ phần của công ty tài sản quan trọng nhất của Thiếu Lâm Tự và còn sở hữu cổ phần của 7 công ty con khác. Ông Triệu Phác Sơ, cựu chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Cộng sản Trung Quốc, được thăng chức chủ trì của chùa Thiếu Lâm vào năm 1999. Ông đã giữ chức vụ trụ trì của ngôi chùa này trong 22 năm. Theo chỉ lệnh của ông Triệu Phác Sơ, ông Thích Vĩnh Tín thành lập Học viện Thư pháp và Tranh Thiếu Lâm và Công ty Điện ảnh và Truyền hình Thiếu Lâm Tự với danh nghĩa thúc đẩy nghiên cứu văn hóa chùa Thiếu Lâm. Ông đã được DCST quy trao tặng danh hiệu chính thức là Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc kiêm Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Hà Nam. Ông Thích Vĩnh Tín từng là phó đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân của DCSTQ trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp. Liên quan tới những vấn đề trên, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật khi có thông tin mới nhất, chính xác nhất để gửi cho quý vị. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sức khỏe và vui vẻ. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.